ngay 30 từ tiếng Anh hay dùng trong thị trường crypto. Thứ nhất là HODL hay là HODL là do một người có nickname tên là GameQB trên một diễn đàn Bitcoin Talk viết nhầm từ HODL sai chính tả thành HODL, nhưng mà nhiều người thích thú quá cho nên là sử dụng luôn tới bây giờ. Thì từ HODL này là viết tắt của Hold On For Dear Life, để chỉ việc bạn nắm giữ một đồng coin nào đó trong một thời gian dài mà không chịu bán ra với bất cứ giá nào. CZ đã nói rồi, if you can hold, you won't be rich. Từ số 2, token, để chỉ một loại tài sản kỹ thuật số hoạt động dựa trên blockchain của một dự án khác, chứ nó không có một blockchain riêng cho riêng mình. Mình lấy ví dụ như là Ethereum này, Bitcoin này, hay là BNB Solana, được gọi là coin chứ không phải là token, bởi vì nó có blockchain riêng của nó. Nhưng mà còn những đồng như là Link, CRV, Sushi, Uni v.v. thì nó hoạt động dựa trên blockchain của Ethereum, đúng không? Cho nên nó được gọi là token chứ không phải là coin. Nhưng mà để cho dễ hiểu thì các bạn có thể gọi là coin hay là token gì cũng được, nói chung là cũng không cần phải xích nít quá. Từ số 3 là DCA, viết tắt của Dollar Cost Averaging, có nghĩa là chiến lược trung bình giá. Có nghĩa là thay vì bây giờ bạn dùng toàn bộ số tiền của mình bạn đập thẳng vào một lệnh, thì bây giờ bạn sẽ DCA, tức là bạn sẽ chia nhỏ số tiền của mình ra thành nhiều phần bằng nhau. Sau đó bạn sẽ bán hoặc là mua một đồng coin nào đó với nhiều mức giá khác nhau tùy theo từng chu kỳ. Từ số 4 là Build hay là Build, thì từ này cũng giống như từ HODL ấy, có nghĩa là người ta cố tình viết ngược để chỉ những người mà thật sự xây dựng và quan tâm phát triển dự án. Từ này thì bạn thấy CZ dùng khá là nhiều. Từ số 5 là TR, DR có nghĩa là too long didn't read, dài quá khỏi đọc. Kiểu như là sẽ dùng trong những bài viết dài nhiều chữ mà người ta lười đọc, thì sẽ gắn thêm một đoạn là TRDR gồm những nội dung tóm tắt của cái bài viết dài đó, như là các bạn có thể thấy trong Twitter của SBF. Từ số 6 là allocation hay còn gọi là kèo private. Ví dụ một dự án họ gọi vốn theo cấu trúc sau. Giả sử bạn có kèo allocation 1.000 đô được mua token ở giá private sale là 0.02 mà lịch trả token là 10% TGE, thì chỉ cần giá của token đó khi list sàn ít 10 thôi là bạn đã về vốn ban đầu rồi. Còn ít cao hơn 10 hay là 90% cái lượng vesting trả token về sau á, thì coi như là đó là khoản lời rất lớn của bạn. Từ số 7 là DR, có nghĩa là do your own research, là tự tìm hiểu đi, tự nghiên cứu đi. Để chỉ những nhà đầu tư, họ nên nghiên cứu và tìm hiểu sâu về một dự án trước khi mà đưa ra quyết định đầu tư, không nên nghe theo ai cả. Nếu như mà có một người bạn hỏi bạn là ê mày ơi, ta có nên mua đồng A không, thì các bạn có thể trả lời là DR đi. Từ số 8 là shill, là những hành động mà kích thích tâm lý của người khác khiến cho họ muốn mua một đồng coin nào đấy. Mình lấy ví dụ như là cộng đồng ABC đang shill cho con coin gì đó đi chẳng hạn. Mình thấy từ shill này nó sẽ khác với từ lù gà. Từ lù gà sẽ nặng hơn, là kiểu dụ dỗ nhà đầu tư mua một đồng coin nào đấy xong rồi sẽ bán ra và xả lên đầu những con gà vừa mới lùa được. Từ số 9 là altcoin, để chỉ những đồng coin mà không phải là Bitcoin. Mình lấy ví dụ như Ethereum là một altcoin nè, Polkadot là altcoin, BNB cũng là altcoin, vân vân. Và mình sẽ có một cái từ là altcoin season để chỉ cái khoảng thời gian mà tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ của những đồng altcoin. Từ số 10 là airdrop, là chỉ những đồng coin được phát miễn phí, coi như là tiền từ trên trời rơi xuống, thì bạn có thể nhận được airdrop bằng cách là tham gia event AMA hoặc là những campaign marketing của dự án. Từ số 11 là exchange, là sàn giao dịch tiền điện tử, ví dụ như là Binance, Huobi, FTX, KuCoin, OKEx vân vân. Từ số 12 là fiat, là tiền pháp định, là tiền có giá trị được xác lập bởi chính phủ. Mình lấy ví dụ như Việt Nam đồng là fiat, là tiền pháp định, hay là đô la Mỹ, euro vân vân. Từ số 13 là cash out, có nghĩa là rút tiền ra. Mình lấy ví dụ như là mình vừa chốt lời một khoản đầu tư và đã cash out ra 50 triệu Việt Nam đồng để ăn Tết chẳng hạn. Từ số 14 là FOMO, Fear of Missing Out, có nghĩa là tâm lý sợ hãi khi bỏ lỡ một cái gì đấy. Ví dụ như là sợ miss kèo chẳng hạn, bởi vì cộng đồng đang nói rất là nhiều về một đồng coin nào đấy. Mình sợ bỏ lỡ kèo đó, mình sợ không mua thì con nó sẽ tăng chẳng hạn, đó là bị FOMO theo cộng đồng. Từ số 15 là liquidity, có nghĩa là thanh khoản. Mình lấy ví dụ như là một đồng coin nào đó sau khi mà đã niêm yết trên sàn Uniswap thì dự án họ sẽ add liquidity pool, ví dụ là 500.000 đô chẳng hạn. Thì sau khi mà đã có liquid là thanh khoản rồi thì cộng đồng mới có thể mua bán giao dịch đồng coin đó. Nó sẽ khác với từ số 16 là liquidated, là thanh lý. Từ này thường gặp khi mà các bạn chơi margin futures đúng không? Ví dụ như là tài khoản bị thanh lý, tài khoản bị liquidated, có nghĩa là cháy tài khoản của các bạn. Đây là khái niệm mà trader nào cũng muốn tránh càng xa càng tốt. Từ số 17 là uptrend, là giai đoạn mà thị trường có xu hướng tăng. Thường thì một uptrend ai cũng vui cả đúng không? Bởi vì mua con nào thì đa số cũng có lời hết. Nó sẽ ngược lại với từ downtrend, có nghĩa là thị trường giảm. Từ số 18 là metaverse, là một vũ trụ ảo mà nơi con người có thể tương tác với nhau qua hình đại diện kỹ thuật số. Thì một số dự án tiên phong trong ngành crypto về mạng metaverse
metaverse này, ví dụ như là Decentraland, Sandbox, EngineCoin hay là Axie Infinity vân vân. Từ số 19 là NFT, có nghĩa là non-fungible token, là những loại tài sản được mã hóa trên công nghệ blockchain mà độc nhất, không thể thay thế được. Mình lấy ví dụ như những NFT mà các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy thông qua những tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh hay là âm nhạc hay là thời trang, hội họa vân vân. Từ số 20 là OTC, over the counter. Trong crypto có nghĩa là khi các bạn giao dịch mua bán những đồng coin thông qua những cá nhân, merchant hoặc là qua chợ OTC market, không phải là thông qua những sàn giao dịch thông thường như là Binance, FTX, Huobi vân vân, và thường sẽ là không có sổ lệnh order book công khai. Từ số 21 là dev hay là developer, là đội ngũ lập trình viên của một dự án. Mình lấy ví dụ như là dự án A có team dev rất là mạnh, hay là dự án B vừa list sale một cái là đội dev đã xả hàng bán tháo token. Từ số 22 là rect, thường dùng khi mà dân trader bị thua lỗ, chia tài khoản hoặc là cháy tài khoản. Từ này cũng có nghĩa tương tự như là từ toan. Từ số 23 là một từ rất là dễ thôi, đó là scam, có nghĩa là lừa đảo. Dự án scam có nghĩa là dự án lừa đảo. Từ số 24 là entry, từ này các bạn chú ý cách phát âm là entry chứ không phải là entry ha. Thì có nghĩa là điểm vào lệnh, ví dụ entry đẹp là mức giá nào đẹp để mua vào một đồng coin nào đấy. Từ số 25 có hai từ rất là dễ, đó là TP and SL. TP có nghĩa là mức giá chốt lời, target price, còn SL là mức giá cắt lỗ, stop loss. Từ số 26, VC là viết tắt của Ventures Capital, là quỹ đầu tư mạo hiểm. Thì trong crypto có một số VC lớn, ví dụ như là Charis Ventures, Coinbase này, A16Z này, Pantera này, Dragonfly, Hash, là Alameda Research vân vân. Thì các bạn muốn xem danh mục đầu tư của những VC, các bạn có thể lên trang mastery.io. Từ số 27 là portfolio, là danh mục đầu tư. Ví dụ như là mình đang xem danh mục đầu tư của quỹ Coinbase, gồm có những con như Compound, Covalent, Curve, Dodo, Fae, Flow, Mina, Near, Polygon vân vân. Vậy thì còn bạn thì sao? Portfolio của bạn có những con nào? Từ số 28 là to the moon, để chỉ giá của một đồng coin nào đó tăng nhanh vượt quá sức tưởng tượng. Mình lấy ví dụ như Doge to the moon chẳng hạn. Thực ra to the moon cũng là tên của một bài hát mà mình khá là thích, bài hát bằng tiếng Anh nhưng mà do người Việt trình bày, các bạn nên nghe thử nha, rất là hay. Từ số 29 là ETH, viết tắt của All Time High, là mức giá cao nhất của một đồng coin từ trước đến giờ. Mình lấy ví dụ như là Bitcoin có ETH là 69.000 vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. Và từ cuối cùng, từ số 30 là Sideway, được hiểu đơn giản khi mà thị trường đi ngang, không có một biến động nào đó rõ ràng.